xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình có để ý qua thì một tháng nay chưa động chạm tới vị tướng Giờ Hìn. Thì ngày hôm nay có cơ hội để đem đến cho tất cả các bạn xem qua sức mạnh của vị tướng Giờ Hìn trong bộ trang phục vũ trụ hắc ám nha. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chơi lại vị tướng này để xem là vị tướng này leo danh có còn được mạnh hay không. Và đặc biệt là thi thoảng chơi lại các vị tướng như thế này, chứ không mình lại bị quên các bạn ạ. Để mà chơi được tốt các vị tướng thì các bạn nên thường xuyên chơi nhiều hơn. Chứ các bạn chơi một lần xong các bạn không chơi nữa thì nó sẽ bị quên mất cái kỹ năng, quên mất những cái pha xử lý. Bây giờ mình sẽ vào hỗ trợ cho rừng team mình đập luôn Vi này. Vi bị quay đầu quay đít rồi thì chạy được đi đâu Vi ơi. Vi ơi, nàng Vi ơi, cứ thế mập bắn tôi đang có Janna hỗ trợ mình. Cho mình xin một mạng được không? Ui, có cả Z làm nhưng mà không sao. Không sao, mình có được một mạng rồi. Này 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 này, tóm luôn thanh niên ép dìu cái. Nhưng mà thôi mình không sử dụng chiêu cuối đâu. Dùng chiêu cuối bây giờ hơi phí mọi người ạ. Cứ từ từ, lát nữa có cơ hội thì chúng ta sẽ sử dụng chiêu cuối sau nhá. Bản thân mình đang cần phải tiết kiệm cái lượng mana. Sắp hết mana rồi, đây 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 đây. Chỗ này kích hoạt chiêu cuối là hợp lý này. Dựng chiêu cuối lên mà bắn. Một phát, hai phát, ba phát, bốn phát. Thôi không nói nữa. Không nói đến bốn cái phát bắn của mình đâu các bạn ạ. Tự nhiên mình cảm thấy dơ quá. Tự nhiên mình cảm thấy buồn quá. Bắn tàn xịt thôi. Không sao nhá, tiếp cận. Có một mạng luôn của FZU này. Thì mình bắn chiêu cuối xịt, nhưng mà mình vẫn có mạng đấy thôi. Đấy là có sự hỗ trợ đến từ đồng đội đấy. Thôi có lẽ là mình cũng cần phải về đây. Khi mà cũng hết sạch mana rồi. Mà từ từ đồng đội mình ăn rồng nè. Ăn không? Ăn không để mình ra hỗ trợ cái. Sau đó là mình về cái coi. Ăn nhanh rồi về nhá. Về mình lên, mình còn lên cái kiếm ma cái coi. Ok, vậy là team mình có rồng rồi. Về bây giờ là chắc chắn mình sẽ lên được trang bị kiếm ma. Trước hết là mình sẽ cần giới thiệu qua với team mình và team bạn trong trận đấu ngày hôm nay nhá. Hiện tại thì team mình đang có Evelyn KDA, có Yasuo của Anie, và có mình The Hin trong bộ trang phục vũ trụ hắc ám. Ngoài ra có Janna hỗ trợ mình. Team bạn thì có Ezreal, có Ahri, có Nasus, có Z và có Vi nha. Trận đấu này lại gặp Z rồi. Thật ra nếu mà đánh The Hin cũng hơi bị sợ gặp Z một tí. Nếu mà Z biết chơi nó dồn mình một phát rồi là toang. Janna hỗ trợ mình hay quá, giữ chân được rồi. Lần này thì chắc chắn Ezreal lại chết rồi. Mình lại có mạng. Thật sự trận đấu này được gặp Janna hỗ trợ tuyệt vời. Mỗi lần khi mà chúng ta đánh xạ thủ ấy, đánh AD ấy, mà gặp được một support chân chính, support đánh tốt, thì kiểu gì các bạn cũng sẽ được nhàn hơn rất là nhiều nha. Bây giờ tập trung lấy cái trụ này đã. Ép trụ thôi. Ok, có cả Vi à. Lấy được cái trụ này rồi các bạn ạ. Đập vốn Vi. Vi ôi, từ từ đang có Z các bạn ơi. Z đã bay vào đây biết. Z đấy không đi đánh mình, lại đi đánh Janna. Hello anh Z. Bắn đùn cả Z chứ ngắn cái gì. Ôi, team bạn có hai người mà không dám vào luôn này. Gì mà nhát vậy. Bắn chưa cuối chuẩn nhá. Một viên, hai viên, chết luôn. Ba viên, bốn viên, trúng luôn. Đấy, thật ra thì lắm lúc đâu phải mình bắn cũng mù mắt đâu. Ui, có Z à. Giết làm sao được mình khi mà mình đang có Janna hỗ trợ mà. Em đầu tư tốc biến lên. Anh giật bóng về à. Đằng nào anh chả chết rồi. Mình xin tiếp một mạng nữa nha. Còn đối với Ezreal thì chịu thôi. Ezreal nó cơ động lắm các bạn. Mình thì cũng hết sạch mana rồi. Mana của mình còn mỗi xíu đây này. Ezreal nó nhây thế nhở. Nhây này còn đúng chiếu máu nữa thôi. Một chấm máu mà không giết được Ezreal kìa. Phí thật. Không biết là nó về hay chưa, nhưng mình nghĩ là nó về rồi. Ui, đang có Ahri. Hỗ trợ mình Janna ơi, hỗ trợ mình. Đúng rồi, hỗ trợ mình đập luôn Ahri chứ ngán gì. Ui, nó còn là Nasus thế này. Thôi xong, cụ ra đi chân lệnh tắt. Nước sau này chế vàng và ngắm gà hỏa thân tôi. Mình bị chấm dứt mất rồi các bạn ạ. Tội nhây quá, biết vậy mình về cho nó sớm sủa. Trong khoảng thời gian này mình sẽ giới thiệu qua về build đồ cho vị tướng giờ hin mình lên nha. Trước hết thì các bạn cùng quan sát là mình lên kiếm ma. Ngày xưa thì chúng ta còn lên giáp thiên thần đầu tiên cũng được, nhưng bây giờ giáp thiên thần lên đầu tiên nó không còn được hiệu quả nữa. Vậy nên là hạn chế lên giáp thiên thần đầu tiên nha. Trang bị đầu tiên là mình sẽ lên đó kiếm ma. Sau đó là vô cực kiếm này. Rồi tiếp đến thì mình sẽ lên đó là một trang bị lời nhắc tử vong nha mọi người. Sau đó là đại bác liên thanh. Tiếp tục là giáp thiên thần.
Ngoài ra trang bị cuối cùng mình sẽ nâng cấp từ trang bị giày lên cái khăn giải thuật nhá. Đấy là về build đồ nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ ra hỗ trợ đồng đội ăn cái con sứ giả khen nức cái coi. Đồng đội đang đánh nhau này. May quá, team mình giữ được sứ giả rồi. Và vì team bạn cũng chết nhá. Ra xua mình hỗ trợ cho bạn chiêu 2 chuẩn và Ari. Giữ chân được Ari này, dựng chiêu cuối lên. Ezio ơi, chạy đi bạn ơi. Chạy hộ mình cái. Úi dồi, nó né được rồi. Phí thật. Hay. Từ xa thì team mình Evelyn vừa xong thịt được Ezio rồi. Cái công sức của mình nó cũng đỡ bị tốn, đỡ bị mất công sức. Mình cũng kiếm được một mạng hỗ trợ. Ép trụ rồi. Hay quá, có đồng đội mình đánh hổ báo như thế này lại có được một mạng của Nasus. Team mình đang kiểm soát hơn rất nhiều nha, nhưng các bạn cùng quan sát là ăn được 19 mạng rồi, trong khi đó là team bạn chỉ có 5 mạng mà thôi. Thật ra đánh vị tướng giờ hình nó đơn giản lắm mọi người ạ. Các bạn cứ bắn vào, sau khi các bạn đang bước vào trạng thái nạp đạn ấy thì các bạn đừng có đứng im tại chỗ làm gì, các bạn cố gắng di chuyển để câu khéo cho đến khi các bạn nạp đạn thành công, sau đó các bạn tiếp tục quay trở lại trả đũa nha. Đấy là cách đánh. Chứ nhiều người mình thấy là các bạn bắn xong mấy viên đạn rồi các bạn lại đứng im tại chỗ. Nó không hề cơ động, khiến cho vị tướng này không hề cơ động một chút nào. Các bạn di chuyển đi. Di chuyển để trong khoảng thời gian đấy chờ đợi nạp đạn và khiến cho đối phương đỡ bắn trúng các bạn hơn. Còn bộ kỹ năng vị tướng này mình cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Làm clip về vị tướng giờ hình rất là nhiều rồi đấy. Mục tiêu của mình bây giờ là cần phải đẩy lính lên cao đã. Ok, mình về đây. Về để lên cái trang bị lời nhắc tử vong. Cứ có đủ tiền rồi là về để mua đồ. Chứ team đánh nhau tít ở đường trên kìa. Di chuyển lên thì không biết làm ăn được cái gì không. Khi mà có cơ hội thì các bạn đừng bỏ qua mấy cái con bùa đỏ nha. Bởi vì bùa đỏ ấy, nó sẽ giúp cho các bạn có thể bắn làm chậm được đối phương tốt hơn. Như vậy giữ chân được đối phương tốt hơn, chính xác đối phương nhanh hơn. Còn về việc vấn đề kiểu gì đồng đội của mình cũng sẽ nhường cho mình bùa đỏ thôi. Hầu hết trong những trận đấu bùa đỏ sẽ được nhường cho các vị tướng AD vào thời điểm cuối game. Tùy nha, mình nói là tùy thôi. Vì hổ báo đấy Vì ơi. Trời ơi, cho Poker nhanh thế mà chưa kịp nhìn cái gì luôn. Ép trụ thôi, vấn đề chính là ép trụ. Ở lại ép trụ các bạn ơi. Nhưng mà từ từ ra xuôi, đừng có băng trụ làm gì. Phải để cho team bạn ra bên ngoài, chứ còn băng trụ bây giờ thì không được lợi một chút nào đâu. Vậy nên là phải dụ team bạn ra ngoài nhá. Annie ơi, hay quá, Annie làm cái gì vậy? Được, Nasus thoá to à. Anh em, săn Nasus cái coi. Cho mình cái mạng này của mình. Nasus này chết luôn. Tưởng Nasus trâu như thế nào chứ bắn ra vài phát cũng bốc hơi rồi. Team bạn lại kéo nhau ra đây. Khổ lắm. Đây để mình ra hỗ trợ đồng đội cá này. Bắn hết, giữ vị trí bắn hết. Bắn luôn. Rồi ôi, dựng chiêu cuối lên phát này thì chạy được đi đâu à Ari. Một phát lên bàn điểm số rồi. Đâu phải lúc nào mình bắn chiêu cuối cũng xịt. Tì từng lúc thôi. Cạn kiệt sạch mana rồi các bạn ạ. Bản thân mình không còn mana đâu. Từ từ. Để mình đầu tư cái tốc biến lên mình đập chết. Chết luôn này, đấy. Đầu tư tốc biến là phải có mạng chứ. Thốn thật khi mà bây giờ mình hết sạch mana rồi. Tính ra thì vì từ giờ hin ấy, kể cả không có mana đi chăng nữa thì bắn cũng rất là thốn nha. Bởi vì như các bạn cùng quan sát, bây giờ mình đang có một cái viên màu tím tím này. Viên này bắn cực kỳ thốn luôn. Nhìn đây. Đấy, đau chưa, hai cục máu. Hello, xin chào Nasus. Bắn tiếp. Đấy, hỗ trợ đồng đội để Nasus bốc ơi. Mình có cần mana đâu. Như bây giờ thì không có mana mình vẫn bắn được. Nó phụ thuộc vào những cái viên đạn trong cái khẩu súng này nha. Cứ 4 viên và viên thứ 4 nó rất là thốn luôn. Viên cuối cùng này mình sẽ dành cho Ari. Đó, trời đất ơi, Ari bốc hơi luôn rồi. Yasuo mình thấy trận đấu này đánh hơi hổ báo nha. Có vẻ là bét Yasuo sao. Thôi, chúng ta sẽ lấy luôn cái trụ đường giữa đi. Hết sạch mana nhưng mà mình cũng nhây. Ở lại cố gắng lấy cái đường. Lấy đường giữa biết đâu để vơ vét được một vài mạng thì sao. Đấy, đấy em bảo Yasuo đánh rất là hổ báo. Giữ vị trí ở chỗ này mà bắn. Xem có ai ra đây không? Nasus à? Nasus này. Từ từ, cho mình hỗ trợ mình. Uầy, có một mạng của Nasus là không thể ngăn cản rồi. Ai ngờ cố gắng ở lại nhây mà vẫn có mạng luôn các bạn ạ. Ok, có trụ ở nhà tôi mình về đây. Mình sẽ không lên trang bị huyết kiếm đâu. Bây giờ ấy là mình sẽ lên trang bị đó là Đại Bác Liên Thanh nha. Rồi,
làm sao mà ăn được cái con Baron bây giờ là ngon ngay các bạn ạ. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ cần phải ra làm tạm cái con bồ xanh cái đá. Tầm này mà bắt lẻ được ai thì rất là ngon. Khi mà cuối game rồi, team mình muốn giao tranh đấy. Muốn kết thúc trận đấu này sớm mà bắt lẻ được. Annie ơi, Annie chờ mình cái bạn ơi, mình ra mình hỗ trợ bạn đây. Bắt lẻ luôn Nasus này. Nasus ơi, hóa điên đi. Đúng rồi, hóa to. Ui dồi, ông chui vào chỗ này thì ông sống làm sao nổi. Ok, có mạng rồi nha. Đây chỉ là mạng hỗ trợ thôi. Ôi, Z gặp chạy mất Z luôn. Ra chiếm luôn Vi này. Bắn Vi cho vài phát. Dùng chiêu 2 giữ chân lại, kích quạt chiêu cuối lên. Một viên, trúng. Viên thứ hai, xịt. Viên thứ ba, trúng rồi, có mạng luôn. Ezreal làm gì đây? Ezreal bốc hơi, double kill. Thôi, bây giờ team mình để cho Yasuo lẫn cả Annie ăn được xong cái con Baron rồi. Thế lực đẩy team mình lên rất là nhiều nha. Có support hỗ trợ thế này thì một bắn chết luôn Z. Ok, chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc luôn trận đấu tại đây. Nhưng mà trước khi kết thúc trận đấu thì mình cần phải làm thịt Ahri. Khi mà có Janna hỗ trợ như thế này thì xin mạng double kill. Ok, rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Còn bây giờ ấy thì chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc luôn trận đấu tại đây thôi. Hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ mình. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.